Xin chào mọi người, như vậy thì mẫu xe điện mini nhỏ nhất, xe thành công nhất trên thế giới, xe điện mini thành công nhất trên thế giới đã chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xin giới thiệu các bạn, đây là chiếc Wuling Hồng Quang. Vậy thì chúng ta để cùng nhau xem rằng phiên bản mới này sau khoảng 1,5 năm trước mình đã có cơ hội để giới thiệu tới các bạn nó có những điểm gì thay đổi. Thì mời các bạn lên đây. Trước tiên là về kiểu dáng và kích thước thì không có sự thay đổi, nhưng mà về mặt trang bị thì có. Và tại thị trường Việt Nam thì xe sẽ được phân phối với hai phiên bản là LV1 và LV2. LV2 thì sẽ cao cấp hơn, LV ở đây có nghĩa chắc là level. Và với mỗi phiên bản thì chúng ta sẽ lại có hai dung lượng pin khác nhau để có thể chạy được quãng đường. Thứ nhất là quãng đường 120 km sau một lần sạc đầy, và thứ hai phiên bản cao hơn thì có thể chạy được 170 km. Còn về trang bị thì đây, như các bạn thấy thì đứng ngay cạnh mình đây là phiên bản cao cấp hơn, đây là phiên bản hai tông màu. Thì phiên bản này chúng ta sẽ có đèn chiều sáng chính ở đây là halogen nhưng mà là có thấu kính. Trong khi đó thì phiên bản ở năm ngoái mình giới thiệu tới các bạn nó là phiên bản thấp hơn, và đến bây giờ thì nó vẫn được mở bán. Vẫn chỉ sử dụng là halogen chóa thôi, chưa được thấu kính như thế này. Và ngoài ra với phiên bản cao cấp hơn thì chúng ta sẽ có thêm đèn LED bao quanh ở phía bên ngoài. Đèn LED này vừa là định vị ban ngày, vừa đóng vai trò là đèn xi nhan luôn. Và tiếp theo nữa thì có thêm giải đèn ở phía bên mặt ca lăng. Và đây vẫn là vị trí cổng sạc, thì bây giờ vị trí cổng sạc này cũng có thêm một chút LED trông xịn sò hơn một chút. Về mâm xe thì cũng thay đổi. Mâm xe ở đây thực ra ở đây chỉ là ốp ngoài thôi, ốp nhựa ở ngoài thôi. Thì có hai kiểu tông màu, màu đen, màu trắng kết hợp, và mâm xe thì chỉ có kích thước 12 inch, rất nhỏ. Mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau xem nốt ở phần đuôi xem có những sự thay đổi nào. Đây, như mọi người có thể thấy thì phần đuôi xe cũng không có gì thay đổi đâu. Mặc dù vậy thì bây giờ đã được nâng cấp lên đèn LED. Đây cũng là một điểm mới hơn. Vẫn phải nhắc lại với các bạn rằng đây là phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp nhất thì mới được như thế này. Và ở dưới này thì vẫn có hai cảm biến ở phía sau. Camera lùi ở đây. Thì lát nữa camera lùi sẽ thể hiện qua đâu thì mình sẽ chỉ cho các bạn thấy. Và nút mở cốp thì như mọi người thấy đấy, khi mà chúng ta ngồi 4 người thì gần như là sẽ không còn dung tích cốp chứa đồ đâu. Và đây sẽ là cổng sạc. Thì chiếc Wuling Hồng Quang này trong thời gian trước mắt là sẽ phải sạc tại nhà, chứ không có chạm sạc giống như là VinFast. Với trụ sạc này thì theo công bố của nhà sản xuất, với dung lượng pin là 9,6 kWh, thì thời gian sạc ở nhà, ở đa với xe 9,6 kWh thì sẽ mất khoảng 6,5 tiếng. Còn với dung lượng pin 13,4 kWh thì sẽ mất khoảng 9 tiếng để có thể sạc đầy và di chuyển được quãng đường 170 km. Dung lượng pin 9,6 thì chỉ có thể đi được 120 km thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là ở phía bên trong nội thất. Hiện tại thì đang có người ngồi. Theo xe thì sẽ được tặng thêm thảm lót sàn. Và ghế thì mặc dù đây là phiên bản cao cấp nhất nhưng mà chúng ta vẫn sẽ sử dụng ghế nỉ mà thôi. Để mình sẽ ngồi cho các bạn xem ở hàng ghế phía sau. Một chiếc xe nhỏ nhưng mà thực ra thì ngồi người lớn thì vẫn có thể ngồi được. Như mình ở đây thì có khoảng sáng trần vẫn đủ thoáng. Nhưng mà nếu như ngồi 4 người rồi thì chắc chắn là không còn cốp chứa đồ đâu. Còn nếu như mà ngồi 2 người thì có thể gập được phẳng hoàn toàn hàng ghế thứ hai, gập 50-50 hoặc là gập tất cả. Thì mọi người sẽ có dung tích cốp chứa đồ lớn hơn. Và tất nhiên ở phía dưới này thì sẽ không có gì cả. Mọi người cũng khó có thể đòi hỏi thêm. Ngay kể cả vị trí để cốc là cũng sẽ không có. Ở phía trước, phần bảng táp lô thì bây giờ đã màu sắc hơn nhiều so với cả chiếc xe lần đầu tiên mà chúng ta xem. Ngoài ra thì là một chiếc xe đô thị nên là về vị trí để đồ thì cũng sẽ có khá nhiều ngăn. Các bạn có thể để ở đây, để nước phía trên này, và có cả một khoảng không gian khá dài. Gương xe thì xin thưa các bạn là chúng ta vẫn sẽ phải chỉnh tay như thế này. Vẫn chưa được tích hợp điện. Hơi tiếc. Mặc dù vậy thì về màu sắc thì chúng ta sẽ có với phiên bản level 1 là phiên bản cấp thấp nhất thì sẽ chỉ có hai màu là màu trắng hoặc là màu xanh dương. Còn với phiên bản level 2 như thế này thì chúng ta sẽ có ba màu chính là màu xanh bơ này, màu vàng hoặc là màu trắng. Đây, bây giờ mời các bạn ngồi về đây. Đấy, chào anh Tân. Đường hai chiều thì thôi hai anh em ngồi đây. Ngồi luôn nhá. Ok, như các bạn thấy thì mình ngồi ở đây khá thoải mái, và tất nhiên thì vẫn là chỉnh tay. Và ở phía trên này thì thực tế ra cụm media nó không có gì khác biệt đâu.
chẳng qua là những cái nút bấm ở đây thì nó được làm mới hơn một chút. Có điều hòa và đây là phiên bản cao. Nghe nhạc thì sẽ sử dụng qua bộ đài đây, hoặc là nghe FM, AM. Còn camera lùi ban nãy các bạn nhìn thì sẽ hiển thị trực tiếp qua màn hình 7 inch. Màn hình 7 inch ở đây. Chìa khóa thì chìa khóa cơ và có tích hợp thêm nút mở cốp. Như vậy thôi, không có điểm gì khác biệt so với cả phiên bản lần đầu tiên chúng ta ngồi. À, cần số đây vẫn là kiểu núm xoay và hai nút mở kính. Nói về dung lượng pin thì Huling Hung Quang sẽ có hai phiên bản, một là sử dụng dung lượng pin 9,6 kWh cho quãng đường tối đa sau một lần sạc đầy là 120 km và dung lượng thứ hai là 13,4 kWh có thể đi được 170 km sau một lần sạc đầy. Và cả hai mẫu xe, cả hai loại dung lượng pin này đều cho công suất cực đại đạt khoảng 26,82 mã lực và 85 Nm mô men xoắn. Và thời gian sạc thì một lần nữa mình cũng xin phép được nhắc lại là khoảng 6,5 giờ theo công bố của nhà sản xuất cho dung lượng pin 9,6 kWh và mất khoảng 9 tiếng cho dung lượng pin là 13,4 kWh. Mức giá bán thì mức giá bán khởi điểm cho phiên bản thấp nhất là 239 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất sẽ có mức giá là 282 triệu đồng. Với rất nhiều phiên bản và mức giá thì mình xin phép sẽ pop up ở trên màn hình để các bạn có thể thuận tiện theo dõi hơn. Vậy cuối cùng các bạn có lựa chọn mẫu xe này và mức giá này có sẵn sàng để khiến cho bạn số tiền mua xe hay không thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.